Với bác sĩ là con nhỏ em nó lấy là bao nhiêu tiền thuốc, rồi bác sĩ ông nói là lấy 2 tuần đó, rồi em mới nói 2 tuần bao nhiêu tiền, rồi bác sĩ nói 2 tuần có 200 mấy chục ngàn à, rồi em mới nói ủa sao nó nói em 2 triệu mấy mà sao giờ có 200 mấy chục ngàn à, anh có nói lộn không? Cái ông nói có hóa đơn đây nè, nó cái em mới nói ủa sao nó nói với em là hai triệu mấy, rồi cái em mới nói thôi vậy thôi anh lấy cho em 1 tháng luôn đi. Đó là ổng mới lấy cho em 1 tháng, là ổng mới dặn là thôi là thằng này nó cũng khỏe rồi, có đi lần sau lấy thuốc khỏi chở này cũng được, lấy chỉ lấy uống thôi, chừng nào ổng kêu ngưng là ngưng. Dạ, mến chào tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nha, đã đến với kênh của tất cả mấy anh em. Thì hôm nay là mẹ của em Tâm cũng có một số ý kiến về cái câu chuyện của em Tâm mà lùm xùm trong cái vấn đề nuôi dưỡng em Tâm đó của chú anh chị. Thì hôm nay là mẹ của em Tâm cũng kêu mấy anh em đến cũng như là để có một số ý kiến để mà gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị. Thì bây giờ mời mẹ của Tâm sẽ lên tiếng ạ. Thì chị liên hệ với tụi em rồi nói cái vấn đề mà chị qua bên nhà của dì Sáu đó là đi lấy tiền để mà đi lấy thuốc á, thì dì Sáu nói như thế nào đó thì giờ chị có thể chia sẻ lại. Dạ, đầu tiên á là cũng như á, nhỏ thứ Sáu nó lấy thuốc cho thằng này là không biết bao nhiêu ngày uống, nhưng mà em qua em rước thằng này đó là về bên đây là uống được nửa đường rồi, cho nên hết thuốc. Cái em mới điện cho anh Minh Tăng là em mới nói là anh Minh ơi, bữa nay là hết thuốc của con bé Tâm rồi đó. Cái anh Minh Tăng nói để điện cho dì Sáu đưa tiền cho lấy thuốc, rồi cái anh Minh Tăng mới điện ở bển, rồi cái đầu dì Sáu mới nói là anh Minh Tăng mới điện trở lại là mới nói là kêu em qua lấy đi, rồi cái em mới qua lấy nó, rồi nó nói giờ tiền gì lấy nó, rồi cái mới nói tiền thuốc của thằng bé Tâm tao lấy, tao mua thuốc cho nó ngày mai đi lấy rồi. Nó giờ nó nói không tiền gì chứ giờ tôi không đưa đó, bà làm gì tôi. Nó rồi em mới nói tiền này của con bé Tâm mua thuốc chứ không phải tiền của mày, mà cũng không phải tiền của tao. Nó rồi nó nói bây giờ tao không đưa 1 ngàn nào chân á. Rồi cho nên á là em mới điện cho anh Minh, rồi anh Minh nói để ảnh nói chuyện. Rồi đó, rồi ảnh cũng có cái lúc đó ảnh cũng có thu vô trong cái điện thoại của ảnh luôn đó, là ảnh đưa lên luôn đó. Nó rồi đó, vì vậy đó, rồi cái đầu á, rồi em cũng nói em mới điện đó là tại vì lúc thằng em rước này qua là nó uống thuốc đâu không biết, là bển mua không biết mấy tuần đó, em rước qua là uống cũng cả tuần rồi mới hết, rồi mới lấy chứ em chưa bao giờ ở cái lúc mà anh Minh Tăng đã lên đã giao tiền cho nó với thằng Hí Dữ rồi là em không muốn nói vụ tiền bạc, để Minh Tăng nó nói 1 tháng, nhưng mà tiền thuốc của thằng này á là hết bất tử chứ không phải là, tại vì nó lấy đâu có đúng 1 tháng, nó lấy chỉ có 2 tuần thôi. Nó rồi cho nên hết là mới kêu ta, em không có điện qua nói luôn, là em mới kêu em mới điện cho anh Minh là Minh Tăng á, là em nói vậy đó, Minh Tăng kêu qua lấy, rồi cho nên là nó không đưa. Bây giờ nó là nó nói 1 ngàn nó không đưa, nó ngon đi thưa thì nó đi hầu. Chứ bây giờ nó không đưa 1 ngàn nào hết trơn á. Vậy mới nói đó, tiền này á, người ta cho á, không phải là tiền cho mày mà cũng không phải cho tao, cho thằng nhỏ uống thuốc hàng tháng mà bây giờ mày không đưa cho nó, rồi tiền đâu nó mua thuốc nó uống. Nó bây giờ nó nói bây giờ lên cộng đồng mạng nói vậy thôi, chứ giờ nó không đưa 1 ngàn nào hết trơn á, rồi làm gì nó. Rồi em mới điện cho anh Minh, rồi anh Minh Tăng mới điện cho nó, mà bây giờ nó lên tuyên bố luôn là nó không đưa số tiền đó lại nó. Cho em hỏi là cái giống như là cái mình đi lấy thuốc đó là một lần lấy là theo chị là chị đi lấy 1 tháng đúng không? Dạ. Còn dì Sáu là không biết lấy bao nhiêu mà bây giờ là hết thuốc rồi. Dạ. Mà khi mà chị đi lên trên thầy mà cái nơi mà lấy thuốc đó. Dạ. Thì hồi nãy thì khi mà em á thì em cũng không có hiểu cái câu chuyện là số tiền bao nhiêu. Dạ. Thì hôm nay là chị có thể là chia sẻ là cái tiền thuốc mà khi đi lấy đó là bao nhiêu không chị? Dạ. Tại vì nó lấy thì em hỏi bác sĩ là con nhỏ em nó lấy là bao nhiêu tiền thuốc. Rồi bác sĩ ông nói là lấy 2 tuần. Đó, rồi em mới nói 2 tuần bao nhiêu tiền. Rồi bác sĩ nói 2 tuần có 200 mấy chục ngàn hà. Rồi em mới nói ủa sao nó nói em 2 triệu mấy mà sao giờ có 200 mấy chục ngàn à? Anh có nói lộn không? Cái ông nói có hóa đơn đây nè, nó cái em mới nói ủa sao nó nói với em là hai triệu mấy, rồi cái em mới nói thôi vậy thôi anh lấy cho em 1 tháng luôn đi. Đó là ông mới lấy cho em 1 tháng, là ông mới dặn là thôi là thằng này nó cũng khỏe rồi, có đi lần sau lấy thuốc khỏi chở này cũng được, lấy chỉ lấy uống thôi, chừng nào ông kêu ngưng là ngưng chứ không có tự tiện mà ngưng. Đó vậy là trong cái thời gian trước đó là anh Minh Tăng thì cũng
chia sẻ lên cộng đồng mạng là cái vụ tiền thuốc là dì Sáu đi lấy là mỗi tháng là phải đưa cho chị là 3 triệu đó ha. Dạ. Yeah. À, vì là mỗi tháng 3 triệu, nhưng yeah. mà thật sự là khi mà đi lấy thuốc á, yeah. thì cái số tiền đó là chị có 300 mấy thôi. Nếu mà lấy một tháng là chị có 300 mấy thôi. Dạ, 369 ngàn. 369 ngàn. Dạ. Thì ở video trước mà khi mà đối chất giữa dì Sáu và mẹ của em Tâm, thì dì Sáu cứ nói là cứ là tiền thuốc cứ để dì Sáu đi lấy. Dạ, đúng rồi. Trong khi đó là khi mà mẹ đi lấy thì chị có 369 ngàn. Thì chắc hẳn là trong cái câu chuyện này thì dì Sáu cũng đã biết rồi cái số tiền đi lấy thuốc là bao nhiêu rồi. Đúng, chính xác. Đó. Nên là cô Sáu cũng, dì Sáu cũng muốn là đi lấy thuốc. Còn mà khi mà mẹ Tâm kêu nói là nếu mà dì Sáu mà muốn là nuôi Tâm luôn thì dì Sáu sẽ sẵn sàng đưa Tâm cho dì Sáu nuôi. Dạ. Nhưng mà dì Sáu đâu có đồng ý. Dì Sáu không đồng ý nuôi thằng này. Ừ. Rồi cái thứ hai nữa là hiện nay là cái số tiền của bên cộng đồng mạng mà cho em Tâm chị bệnh đó là cái số tiền là bao nhiêu chị? Hôm thì anh Minh Tân đã công bố lên trên đó là còn đâu mấy chục ngàn hay mấy ngàn gì nữa là 20 triệu. Ừ. Nhưng mà đưa cho thằng Hí giữ là kêu một tháng là gửi cho thằng này là 3 triệu là tiền thuốc với tiền ăn luôn. Ừ. Đó, từ khi mà anh Minh Tân đăng lên là nói đã công bố lên vậy là tới bây giờ em chưa nói vụ tiền bạc gì, em chưa bao giờ qua nói Hồng Quê Mị đưa tiền đây thuốc men cho thằng này, giờ em chưa bao giờ nói. Có hổm đó là hết tiền thuốc, hết thuốc đó là nó lấy là không có đúng một tháng, là nó lấy chỉ có 2 tuần thôi, là em rước thằng này qua đây là nửa đường. Cho nên hết thuốc em mới điện trước cho Minh Tân, chứ em chưa bao giờ điện nó một điện thoại nào chân á. Yeah. Em mới điện trước cho anh Minh Tân, em mới nói là anh Minh ơi là bữa nay hết thuốc một Tâm rồi. Cái ông nói giờ ngày mai sáu tây nè qua bển lấy. Rồi em mới qua bển lấy là nó nói tiền gì lấy, giờ nó không đưa đó. Rồi anh Minh Tân cũng có quay cái clip đó lên luôn. Yeah. Cũng có ghi âm cái chỗ đó lên luôn. Nó nói bây giờ 1 ngàn nó cũng đưa nó tiền gì mà đưa. Nói tiền thuốc, tiền men của thằng nhỏ chứ không phải người ta cho tao mà cũng không phải cho mày. Nó tiền này cộng đồng mạng thương nó, nhà hảo tâm thương nó giúp đỡ cho nó uống thuốc hàng tháng. Mà bây giờ mày không đưa đó, rồi lấy tiền đâu mà cho nó uống thuốc, uống men. Nó rồi cho nên là bữa hổm nó quay trên đầu cầu trên đó là ổng mới nói là mấy giờ lại sáu tay tháng sau. Rồi cho nên giờ nó không đưa, nó nói quay lên thì quay cho vậy thôi chứ giờ nó không đưa đó làm gì nó. Nó rồi nó nói có bắt quá thì thưa đi, nó ở tù chứ bắt quá thì thưa nó đi hầu, nó vậy đó. Rồi chị có biết là lúc trước á mà khi dì Sáu á mà lấy thuốc lần đầu tiên á, lấy thuốc lần đầu tiên á thì dì Sáu là nói nó nghe bất cỡ lần đầu tiên lấy là khoảng bao nhiêu không chị? Lúc trước thì nó lấy thì nó nói là có 200 mấy mà nó nói 2 triệu mấy, nó nói là 2 triệu mấy đó. Mà em đi lấy thì là có một tháng là có 300 mấy à, 369 ngàn à. Có nghĩa là dì Sáu cũng nói với chị là cái tiền lấy thuốc cho em Tâm là 200 mấy hay sao? 2 triệu mấy. À, có nghĩa là lần đầu tiên là nói với chị là 2 triệu mấy. 2 triệu mấy. Mà khi mà chị đi lại bác sĩ thì chị mới biết là có 200 mấy thôi. Có 200 mấy thôi. À, vậy đó. Là nói chung là dì Sáu là giấu chị cái số tiền đi lấy thuốc đúng không? Đúng, chính xác. Rồi cái đó thì một chuyện ha. Rồi thứ hai nữa là cái vấn đề đó là dì Sáu là khi mà chị điện thoại đòi lấy tiền đi mua thuốc á, dì Sáu nói là không đưa luôn. Không đưa luôn. Đó, dì Sáu nói là không đưa luôn thì ở đây thì nói chung là cái vấn đề mà mấy anh em đến chia sẻ một cái hoàn cảnh nào đó mà có mạnh thường quân. Dạ. Giúp đỡ vô hoàn cảnh đó. Yeah. Nếu mà tin tưởng một người nào yeah. đến mà giữ số tiền đó thì nói chung là nếu mà người đó tốt yeah. thì người ta sẽ giao cho giữ. Yeah. Còn cái vấn đề á mà khi mà sau này với cái trách nhiệm, cái đó là mình không nói về mặt là tình cảm hay mình nói về mặt pháp lý thôi. Yeah. Về cái trách nhiệm á là có những cái video mình nhận tiền yeah. mình giữ ở đó yeah. thì tới tháng là mình cứ làm đúng theo cái trách nhiệm mình là đưa. Yeah. Còn mà mình không đưa thì lúc đó là mình mới là dính vô cái vấn đề pháp luật. Yeah. Là mình là chiếm đoạt tài sản của cái người bệnh đó. Yeah. Thì nói chung là nói thì nói qua miệng thôi, thì mình cứ yeah. chờ đợi cái đến cái ngày mà tháng sau đó yeah. xem như thế nào. Yeah. Chắc hẳn là video này đăng tải lên thì dì Sáu cũng xem được. Yeah. Cái dì Sáu cũng biết mà. Yeah. Nó biết về cái vấn đề này. Thì nói chung là hiện nay là thuốc của mình vẫn còn không hay là sao? Còn, tại vì mới lấy có ngay bữa sáu tay qua bển là sáng lại là đi lấy đó. Là sáu tay mà quay chỗ đầu cầu á bển á là sáng lại em đi lấy đó là 7 tay đó. Là ngay 7 tay đi lấy, sáng là chở mày đi luôn đó. Yeah. Là đi lấy đó. Mà theo em nghĩ là nếu mà với cái số tiền 369 ngàn yeah. mỗi tháng thì em nghĩ là chị chắc cũng có đủ khả năng mà để đi mua cho yeah. ba bé mà hay đúng yeah, không? Yeah.
Còn cái vấn đề mà cái số tiền kia thì nếu mà cái này là theo cái ý kiến của em riêng của em thôi nha. Yeah. Cũng như là Mạnh Thường Quân người ta gửi cho Tâm. Yeah. Thì cái số tiền đó thì mình nếu mà mình lấy số tiền đó mình cứ để đưa hẳn vô trong bác sĩ. Dạ. Tới tháng là mình cứ để lấy thôi. Đúng rồi đó, cần, anh nói vậy là đúng chính xác luôn đó. Dạ, đúng rồi đó. Dạ, đúng rồi đó. Trắng với bên nào nữa. Đúng rồi đó. Đúng không Út? Đúng. Anh nói vậy là đúng chính xác đó, em chịu cái những anh nói vậy là em đồng ý đó. Nói thiệt đó. Tiền cứ chứ giao cho gia đình đâu ai giao cho bác sĩ được. Không có ý là ý nói là cũng như là tiền đó là đưa cho gia đình, rồi gia đình cũng như là lại đưa cho bác sĩ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Có như là mình mua sẵn dặn như bây giờ bé nó uống một năm đi mình vô trước năm luôn. Mà trước khi mình có gửi là mình cũng thông qua với cộng đồng. Dạ. Bây giờ thì tụi con cũng muốn nghe ý kiến của bà Út nè. Bây giờ mình cũng mình là mẹ, bây giờ mình muốn vậy cho cộng đó, cho là cộng đồng là biết là mình đâu phải ra đó. Bây giờ tôi gửi là 5 tháng cho bác sĩ giữ là đúng 5 tháng. Rồi hết 5 tháng nếu thằng này hết bệnh rồi. Thì bác sĩ nói còn lấy thuốc tiếp thì mình gửi thêm mấy tháng nữa, chừng nào bác sĩ nói là bây giờ ngưng rồi, thằng Tâm nó khỏe hẳn rồi thì cấp đó là mình không đưa, mình cũng trình cho cộng đồng biết đó, vậy là mình mới đúng đó. Chứ tiền cộng đồng người ta cho bệnh nhân mình lấy vậy là không có đồng, không có đúng. Mình lấy vậy là cũng như mình lãnh cái bệnh của thằng này rồi đó. Nó thiệt, trời ơi, tiền cộng đồng cho là cả những đề đâu phải mà như không mình bình thường ai cho mình. Người ta bệnh hoạn hoặc cái này kia nọ, cộng đồng thương người ta cho mình là người ta cũng làm phước, nhưng mà kiểu mình làm vậy là không có đúng, tôi không có đồng ý như vậy. Nó cái gì thì ra cái đấy. Như theo bà Út là như thế nào, như là như thế nào cho đúng á? Như vậy nếu mà một là đưa tiền cho bác sĩ, hai nữa là bây giờ á, gửi cho một người nào cũng được ha, gửi trong tài khoản đi, có cái tài khoản gửi. Rồi tới tháng mình rút cho nó, gửi tài khoản mà tụi em biết luôn, chứ không phải tụi em không biết. Mình nói vậy luôn á, nhiều khi mình nói mình gửi mà mình không gửi người ta cũng không có tin. Cái tài khoản nó vẫn giữ cho tụi em giữ luôn cũng được nữa, nếu mà rút ra là tụi em biết liền, phải không? Nếu cái tài khoản như vậy đó, chứ tài khoản mà rút tháng này chị này có rút rồi nè, trình nó có hiện lên nè. Có rút tiền đặng lo thuốc cho em Tâm, cháu Tâm đó, bây giờ tài khoản là tao biết hết trơn à. Tôi có ý kiến vậy thôi. Cũng như là lỗi là do cũng như bên kia thôi, bên là dì Sáu. Dì Sáu là lỗi, nhưng mà nói dì Sáu chúng là tôi không đồng ý. Dì Sáu vậy là chật dữ lắm. Tiền cái nào thì ra cái nấy, tiền của hạng Tâm là ra hạng Tâm. Nếu theo tôi như dì Sáu đó hen, là số tiền đó đó tôi không nhận luôn nữa, tôi không lấy luôn nữa, lấy làm chi mình giữ làm chi. Bây giờ mẹ nó nè, giữ cho nó, lo bệnh cho nó, con núm ruột của người ta mà, để cho người ta lo. Mình là gì là cũng không phải là núm ruột, mẹ nó đẻ nó ra là núm ruột đó, mẹ của Tâm thôi. Bây giờ số bao nhiêu gửi ta tôi nè, giờ tôi trao lại cho chị đó. Nếu mà chị lo thằng Tâm được, nó mau hết bệnh thì tốt, còn chị không lo thì con chị chịu đó. Cái đó là bây giờ là theo bà Út á, là bây giờ Tâm đã về với mẹ của Tâm rồi. Thì á là dì Sáu á, cái số tiền đó dì Sáu nên gửi lại đúng không? Đúng rồi, gửi lại để cho mẹ em Tâm là em Tâm đúng rồi, chuyện của mẹ em Tâm mẹ con người ta mờ núm ruột người ta mờ. Còn dì Sáu là hết trách nhiệm đúng không? Đúng rồi, hết trách nhiệm, làm gì có không không có bằng qua mẹ. Bây giờ mẹ em Tâm giữ, lỡ có về gì thằng này có gì là người ta trách mẹ nó, đâu có trách dì Sáu được. Còn này giờ dì Sáu làm vậy rồi tôi thiệt, tôi thấy tôi cũng đau lòng lắm thiệt. Đau lòng cho nè, mẹ nó cũng nghèo cũng chết cũng đi làm có đồng tiền chứ đâu phải nó giàu nó khá gì đâu, mà giờ tự đi làm đó, đi bằng tháng đặng mà nó lo cho thằng này đó. Nó mới đi lấy thuốc cho con đó là đúng một tháng luôn, bây giờ ăn uống thì cũng lo cho thằng này thoải mái. Trời ơi, nhịn ăn lo cho con luôn á. Mình thấy mình đau lòng luôn á. Dì Sáu ý là mấy cái bà Út đó là cái người ở ngoài trung lập mà đã thấy như vậy là nên lên tiếng đúng không? Tôi ở gần nhà tôi, là tôi với nó bên mẹ nó cũng gần nè, nhưng mà kiểu tôi thấy tội nghiệp quá thôi qua bên tôi chơi nó biết sao không, đặng nói chuyện với nó, đặng hủ hỉ, đặng cho nó cái đầu óc nó thanh thản á, đặng cho nó mau hết bệnh chứ không gì trơn á. Thấy tội nghiệp quá đi, thấy nó ít nói chuyện, nó bị trầm cảm á. Nó rồi mẹ nó đi làm bỏ nó một mình, thấy tội nghiệp lắm, tôi nó lên đây đi. Lên đây lột nhãn với tao nè, rồi tao nói chuyện với tập cho nó, nói chuyện như em bé mà mới biết nói chuyện vậy đó. Tội nghiệp nó lắm. Bà Út nói giống như là
cái tình mẹ con á là lúc nào nó cũng thiêng liêng hết trơn á. Đúng rồi. Không có ai mà chăm sóc con bằng mẹ á. Dạ. Dì cháu thì dì cháu nhưng mà cũng chưa chắc là sẽ chăm sóc như tốt. Không có bằng mẹ con, tôi nói thiệt. Có như thế nào thì mẹ vẫn bảo bọc con của mình được. Dạ. Cho dù mẹ không tốt hay là mẹ như thế nào bất kỳ gì đó. Nhưng mà con của mình là mình đẻ ra thì mình cố gắng đúng mình rồi. Chăm sóc là cái đó là điều là tình mẹ con là nó thiêng liêng lắm. Còn cô bà Út đây là giống như là cái người hàng xóm trung lập thôi. Yeah. Không có bên ai mà cũng không có nói tốt cho ai hết. Cái này là tôi hàng xóm thôi, tôi có gần gũi thôi. Thôi. Nhưng mà để con hỏi bà Út một chuyện khác, như từ khi anh Tâm tới về tới đây là mẹ của anh Tâm là chăm sóc anh Tâm tốt không? Tốt dữ lắm luôn. Yeah. Nó còn thêm tôi luôn nữa, mẹ nó còn thêm tôi nữa. Yeah. Tôi căng dặn dữ lắm, tôi nói cái gì cái nghe. Mình nó đã thất lạc mình mấy bao nhiêu năm rồi mà nó bệnh như vậy nữa, tao thấy mà ở trong mà bụi lùm đó, trời ơi tao khóc quá rồi. Nguyệt ơi ráng đi con ơi, bây giờ mình ai nói gì nói, con phải ráng phải lo cho thằng Tâm, người ta mới khen mình. Yeah. Nó sau này thằng Tâm hết bệnh đó, cộng đồng thấy người ta thương nó, trời ơi mẹ thằng Tâm vậy mà lo cho thằng Tâm mau hết bệnh quá, tơ vậy cũng được, tội nghiệp quá. Yeah. Đi nó. Yeah. Tôi cũng căn dặn dữ lắm mà con nhỏ này nó ngay nó được dữ lắm. Yeah. Nó lời lẽ nó không có bằng ai hết trơn á. Nó lời lẽ không có bằng dì Sáu nó đâu. Nhưng mà kiểu như mà con á, núm ruột của nó mà nó đâu có bỏ được. Yeah. Núm ruột của người ta mà. Thì tiếp theo cái câu chuyện mà về cái số tiền của Mạnh Thường Quân á, thì ở cái video trước á, thì mẹ của Tâm á, là chị Nguyệt á, thì khi mà nói chuyện ở trên những cái video trước á, thì có những cái lời lẽ nói chung là hơi nóng. Nói chung là cộng đồng mạng người ta nói chung là phê phán dữ lắm. Nhưng mà chắc hẳn là do vì cái nguyên nhân là cái số tiền mà đi mua thuốc nó không có đúng á, nên là mẹ của Tâm cũng như là không muốn để cho dì Sáu giữ. Tại vì ngay từ đầu là dì Sáu đã nói không có đúng về cái số tiền mua thuốc rồi đó, nên là cái nên là mẹ Tâm biết như vậy nên là cũng không có muốn cho là dì Sáu giữ. Ở bên cạnh đó thì cộng đồng mạng thì lúc nào thì cũng tin tưởng dì Sáu. Yeah. Tại vì ngay từ lúc đầu là dì Sáu là cái người là đến cái bụi dừa đó là đem em Tâm về. Yeah. Thì trong cái thời gian đó thì cho em hỏi là trong cái thời gian đó là chị có biết không? Tại vì lúc con nhỏ em đi bằng trên thành trên ngoài miền ngoài là đi sầu riêng đó, rồi em không có biết, rồi cho nên con nhỏ Út này nè, nhỏ Út là nó mới phát hiện cái clip này. Nó mới gửi cho thằng Hí, nó mới kêu thằng Hí đâu mày gửi cho mẹ mày coi, coi mẹ mày tính làm sao. Cái đầu á, thằng Hí nó không gửi, mà con Hồng nó cũng im gu luôn. Rồi tới bà chị Hai á, bà mới điện cho em, bà nói là con mày kìa, rồi mày có gì rước nó không? Cái em mới nói là chừng nào rước, cái bà mới nói 3 ngày sau mới rước. Đó, trong khi đó em cũng tin tưởng là 3 ngày sau, nhưng cuối cùng sáng lại bà âm thầm bà với con nhỏ, con Hồng là dì Sáu nó đó là đi không điện em bất cứ một câu điện thoại nào hết trơn á, âm thầm đi rước, rồi xuống dưới mới nói á, là em là mất tin tức có chồng mà mất liên lạc đâu mấy không biết tới luôn, rồi nói thằng này mất tích đâu 2-3 năm trời. Nó thật sự thằng này cũng có mất tích là đúng rồi đó, là tại vì trước khi dịch á là nó cũng đi, nó đi từ trước dịch đặng mà nghĩ nó là nó trên bà nội nó thôi, tại nó đi về. Yeah. Và cũng lúc trước nó cũng bệnh, nó cũng có bệnh mà nhẹ hơn bây giờ đó, rồi cũng đưa đi bệnh viện chỗ này chỗ kia, rồi cho nên nó không có ở một chỗ, nó ở mấy nhà ông ngoại nó với thằng Hí ở chung nó, rồi cho nên là thằng kia nó mới ăn nhậu về, nó mới chửi thằng này, mới đuổi thằng này. Một lần trước nó chở xe nó chở thằng này xuống dưới bà nội, nó thả thằng này dưới, mà trong khi thằng này bị bệnh mà đang ở nhà ông ngoại nữa, rồi nó đem thằng này xuống dưới nó bỏ dưới, rồi em không có biết, cho nên về dưới em đi tìm thằng này, về dưới người ta nói mà lúc đó tìm thằng này thì không có gặp, mà ở sớm người ta nói là thấy thằng con mày thằng nhỏ nó chở thằng này đưa về xuống đây nè, mà không có vô nhà được, tại nhà bà nội nó giờ cái nhà nhỏ nhưng mà cũng bán rồi đó, nên giờ không có vô được. Rồi đầu nó bỏ dưới đó, rồi này nó lang thang, rồi này đi về vậy đó. Cho nên rồi cái lúc mà đi rước đó thì âm thầm đi rước không có cho em biết. Bà chị Hai á với là con Hồng đó là nhỏ thứ Sáu đó, không có điện em một câu nào hết trơn, nó rước nó nói nó về, chỉ nó bàn với ổng thôi, nó nói bây giờ tôi rước thằng này về với nhà ông, tôi bỏ với ông, rồi tôi xuống, tôi chạy lên chạy xuống, rồi ông mới nói bây giờ tao á già cả rồi không có đi mặn được với bà què quặt, rồi không có mặn gì ra tiền hết trơn á, rồi rước nó về đây rồi ai mà lo.
rồi nó mới ngoeo ngoảy, nó mới về chển, nó mới rước thằng này là nó nói để tôi đưa, tôi rước nó, tôi đem về nhà tôi. Nó rồi từ chỗ đó nếu nó không có điện cho em một câu nào chân tới chừng mà em trở về, em biết em trở về, em coi cái clip thằng này em mới trở về. Trở về thì em qua em rước á, là nó nói với bà Thủy không cho em rước. Em nói bây giờ tôi gặp nó rồi, thôi giờ bà rước, bà với con Hồng rước rồi vậy đó, thôi giờ tôi rước. Rồi bà không cho, bà chị Hai với con Hồng là không cho rước. Đó, rồi cái chập sau á, em mới qua rước nữa. Nó mới nói nó mới nói bây giờ nó không cho rước nữa. Em mới nói bây giờ con tao mà không cho rước gì. Cái bữa đó em đi làm cái nó điện qua, nó nói bây giờ có anh Minh Tăng, đây là cái bữa mà anh Minh Tăng chở thằng này đi xuống là thăm bà Mười mà không gặp đó. Là ngay cái bữa chiều về là 6 giờ mấy, 7 giờ tối, nó mới điện em, nó mới nói bà muốn qua rước thằng Tâm á, bà qua đi tôi bàn giao lại, có Minh Tăng đây nè, bàn giao lại cho bà. Cái em mới đi chạy qua, em mới chạy qua thì em mới hỏi là em không thấy chiếc xe anh Minh Tăng ở trước. Rồi em mới vô em hỏi là trong khi đó em thấy thằng em của em với thằng với bà chị. Nó là hỏi là em nói ủa anh Minh Tăng đâu mà không có đây. Cái nó nói là đợi bà lâu quá về rồi. Nó nói mày nói xạo chứ ổng qua là ổng điện tao rồi. Cái em lại em mới nói chuyện với mày, em nói gán uống thuốc đồ ăn uống cho khỏe đi, mai chiều á mẹ chở lên bà Út thăm bà Út chơi. Rồi về nó chở đi chỗ này chỗ kia chơi cho khuây khỏa, mà nó lên cộng đồng mạng nó nói em một hai đó là chở thằng này lên tống cho bà Út, cho nên là em nói câu nào ra là nó chặn họng chặn ngõ hết trơn, em nói không được. Thôi cho em hỏi cái vấn đề nè, là giữa chị cũng như là dì Sáu là đã có những cái vấn đề là mâu thuẫn là từ trước đó rồi. Đúng, rồi trước đó. Cái lúc mà chị phát hiện là cái video mà đầu tiên của Tâm á, tại sao mà chị không liên hệ trực tiếp với anh Minh Tăng mà... Tại vì em không có gành cái bên cái điện thoại, không có biết cái đó, không có biết là cái số của anh Minh Tăng, là em không có biết, tại vì em ít cũng lên mạng lắm, tại đi bằng xào riêng, không có thời gian để mà bấm điện thoại, không có thời gian là để lên trên mạng á. Nên em không biết, cho nên chạy từ Minh Tăng đó đâu, em đâu có thấy số trên đó đâu. Cho nên em không có gọi là bả, em mới gọi lại cho bà Thủy, là bà chị thứ hai đó, là mới hỏi là chừng nào bà đi rước, nó chừng nào bà với Hồng đi rước, đừng tôi biết tôi về. Rồi cái bà nói là ba bữa nữa mới đi rước. Rồi không ngờ là sáng lại là bắt đầu là mấy đi rước âm thầm đó, là không cho em biết đó, là xuống đó. Không cho chị rước chị hay ha. Không cho hay luôn. Rồi cho nên về cái rồi em qua em hỏi nó, tại vì em không biết con nhà trọ con nhỏ này. Em qua nhà của bà chị Hai em hỏi. Em hỏi thì bà nói là nó tao không có biết số nó ở đâu, tao không biết. Nó bà còn nói như vậy. Rồi cho nên nó về bà già ghẻ em hỏi ủa con Hồng nó mướn nhà trọ ở đâu. Rồi cái đầu bà mới nói nó ở chỗ cũ á. Vậy mới nói ở chỗ cũ là chỗ trên kia phải không? Rồi cái bà nói cái em mới chạy lên không có. Em mới hỏi người ta, em hỏi thăm người ta. Rồi cái đầu người ta ở xóm đó người ta chỉ. Rồi cho nên là em mới qua em tìm được cái nhà trọ nó. Rồi em mới qua rước đó. Rồi cho nên là không cho đó. Bà chị bà chạy qua đó trước rồi. Bà nghe em vậy đó là bà chạy qua bến là bà nói chuyện gì với con Hồng rồi. Em không biết. Mà trong khi đó em qua là rước là nó không cho. Rồi em rước 3-4 lần đó. Chứ không phải là không rước đâu. Thì thôi nói chung là câu chuyện của chị thì lúc trước thì cô chú anh chị cũng chưa có hiểu lắm. Thì hôm nay là đến trực tiếp ở đây thì nói chung là xem cái sức khỏe của em Tâm mà khi mà sống với chị thì thấy nó tốt lắm. Nó tốt hơn. Thì cũng mong là qua cái video này của chú anh chị thì cái câu chuyện mà về tiền thuốc thì chắc hẳn là cô chị mình nghe. Thì cô chú anh chị mình cũng đã hiểu được một phần nào về cái câu chuyện này rồi. Thì hôm nay là bản thân của mẹ em Tâm thì... cũng không có mong muốn gì cái vấn đề đó, là không có muốn cho bên dì Sáu giữ tiền. Đúng không? Thì là không muốn cho dì Sáu giữ tiền nên là chị mới ở cái video trước là chị mới làm hầm làm hổ này kia. Mục đích là không cho dì Sáu giữ tiền. Mà trong cái thời gian đó là chị nóng trong người. Nên là chị phát ngôn ra thì nó có những cái câu từ nó không có không được, đúng. Không đúng. Cho nên cộng đồng mạng nghĩ em là rước này vì tiền, nhưng mà thật sự em nói cho anh nghe là thật sự á, là cái bữa em rước thằng này lúc trước là cho tiền sao là em không biết nha. Cái ngày em rước thằng này qua tới bên đây á, là trong mình nó được là 4 triệu chứ anh Minh Tăng qua đây quay á, là cho nó là 3 triệu 70 ngàn á. Nó rồi cho nên á, là nó nói mẹ em mua chiếc nhẫn, là em mới mua chiếc nhẫn cho nó, với mua cho nó một cái niệm với một cái giường cho nó ngủ, cái giường với cái niệm không là 2 triệu đó, như triệu chín đó. Nó gọi đó chứ em ngoài ra em chưa có gớ một đồng bạc nào của con. Còn nó lên cộng đồng mạng nó nói em dụ dỗ này lấy 3 triệu.
thật sự là không bao giờ có, không bao giờ rớt cái tiền của này. Mà nó nói còn cái số tiền mà nó nói nó hâm em á, bà qua bà rước thằng này á, là ông ở bên nước ngoài đó là cho 15 triệu đó là ổng không cho. Mà nó nói là anh Minh Tân nói với em thật sự là không có nói gì tới em hết trơn, không có nói vụ tiền bạc, em đâu có biết vụ tiền bạc thì tiền chuyện đó. Nó nói như vậy. Nó bây giờ cái gì nó cũng là cho là nó đúng, còn em là sai. Tại vì lúc đầu là từ lúc đầu nó đi rước đó, nó âm thầm nó đi rước, nó không cho mình hay. Cho nên cộng đồng mạng nghĩ là em tại sao bỏ con mà tới giờ mà không rước, mà tới giờ không có tiền cái em chở gì em rước. Thật sự không phải vậy. Em rước mày về đến bây giờ chưa có lấy được đồng bạc nào của cộng đồng mạng mà gửi cho này hết trơn á, xài cá nhân hết trơn á. Em nói gian có trời đáng mạng em luôn á. Nè Tâm nè, ở với mẹ tốt hơn hay là ở với dì Sáu tốt hơn? Mẹ bên nào cũng được. Bên nào cũng được ha. Nhưng mà nói gì Tâm thì nói chung là cũng phóng khoáng. Nó muốn là hai bên hòa thuận với nhau đó. Nói chung là muốn Tâm thì không có muốn bên nào được bên nào mất hết á. Tâm thì ở bên nào cũng được, bên nào thì cũng là ruột gà của mình thôi. Nó không dám nói. Bởi vì đi đi nói vậy là nó tốt rồi đó. Nếu nói vậy là nó biết rồi đó. Nó biết nó hiểu rồi đó. Nó giờ con thấy bà Út cũng nhắc nhắc đó mà cũng không dám nói luôn. Không đó. Nó không dám nói. Còn cái bữa nói đó, à, bà chị hai á, bà mấy bà lấy tiền của thằng này mà em lên cộng đồng mạng em nói lộn là bà lấy tiền của thằng này á, là 700 ngàn, bà kêu con Hồng đưa nó, con Hồng đưa bà 700 ngàn, bà mua 4 trái sầu riêng á cho anh Minh Tân á, là bà nói là tiền của đừng có nói là tiền của thằng này là tiền của bà, là bà mua 4 trái sầu riêng bà cho còn đó, nó là bà nói là tiền của bà chứ không phải tiền của thằng này, nó là bà nói vậy đó. Thì nói chung á, cái nào có mình nó có, không mình nó không. Tại vì thật sự á, ở trên cộng đồng mạng khi mà đăng tải lên không phải là một hai người hay là hai một hai trăm người mà rất là nhiều người coi. Mà trong khi đó là có những người người ta nói chung là có người tài người giỏi, người ta nhìn cái câu chuyện người ta biết được như thế nào liền. Chứ mình không thể nào mà mình giấu được. Thì bởi vậy đó, đó cái gì cũng sự thật là sự thật. Không thể nào mà giấu được. Tôi nói có ngựa lên nói mẹ chứ không bằng nuôi không bằng gì Sáu à. Tôi đâu chịu. Tại vì chập đầu mẹ mà con nuôi không bằng gì là sao? Tôi không có chịu. Mẹ là nuôi cỡ nào gì cũng hơn ai hết trơn. Thật. Tại vì lúc đầu nó âm thầm nó đi rước cho nên là lúc đó là người ta đã tin tưởng nó từ lúc đó. Nhưng mà phải như mà nó biết chuyện, nó điện, nó chưa, nó đi rước thằng này không cho điện em một cút điện thoại nào trơn á. Em mới điện ngược lại bà chị hai. Tại vì lúc đó là em với nó đã nghịch rồi. Nó là cho nên là bà em mới điện bà chị hai, rồi bà chị hai nói vậy đó, nói ba bữa nữa mà cuối cùng sáng lại là âm thầm đi. Không có điện cho em một câu nào trơn. Dạ thì nói chung là nãy giờ thì trò chuyện á, thì cô chú anh chị mình cũng đã biết được cái vấn đề đó là hỏng gà là chưa có ai biết cái vấn đề là tiền thuốc. Thì một tháng thì chỉ có 369 ngàn thôi, nhưng mà bên phía dì Sáu là khi mình đấy lấy thuốc mà hai tuần đầu á là nói là tới 2 triệu mấy đúng không? Đó thì hôm nay là mấy anh em đến thì cũng hỏi rặn ra được một cái vấn đề đó nữa, thì nếu mà có vấn đề gì thì mời cô chú anh chị mình xem ở video tiếp theo. Rồi bye bye tất cả mọi người nha. Rồi chào khán giả đi. Chào khán giả. Chào khán giả nói đi con, chào khán giả nói coi. Chào khán giả. Nói vậy đó. Không có